Lang Thang Sài Gòn xin nghe kính chào quý vị ở trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên ở cho phép tôi gửi đến quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi quay lại đây xin phép quý vị một khoảng thời gian ở cho tôi chia sẻ cái quan điểm của mình liên quan đến cái đại gia đình của cuộc trọng súng và cùng một số kênh YouTube mà những ngày qua đã có những hình ảnh nó vô cùng phản cảm nó gây một cái làn sóng dư luận phẫn nộ nó gây cái sự bức xúc cho cộng đồng mạng trong nước cũng như ngoài nước nhất là trên cái nền tảng youtube mà cũng đã được các kênh truyền thông cò từ thiện này đưa lên trong suốt cái thời gian dài những ngày qua thì vì sao mà khi cộng đồng mạng càng phản ứng thì cái nhóm này lại tiếp tục tăng cường ở đưa lên cho những cái hình ảnh vô cùng phản cảm. Thậm chí những hình ảnh này nó là một trong những hình ảnh nó bẻ mặt con người Việt Nam của chúng ta. Nhưng vì sao bọn này vẫn là bất chấp. Thì qua cái sự việc này chúng ta đã thấy được vấn đề gì quý vị? Chúng ta thấy được đây là có một cái nhóm chuyên môn dàn dựng để mà đánh vào lòng thương hại của một số người, một số mạnh thường quân mà chưa có cái sự chứng kiến cho cái sự việc này nhằm đỡ chiếm đoạt trục lợi trên cái đồng tiền xương máu nước mắt của người ta để người ta đi làm từ thiện. Thì vì sao tôi lại có những cái nhận định như thế này? Thì như những cái bài phân tích trước tôi cũng đã có rất nhiều cái chia sẻ. Trong đó tôi đã bổ sẻ ra cái nhân vật trầm súng và gia đình trầm súng. Tôi cũng đã đặt ra câu hỏi rằng gia đình trọng súng có nằm trong cái thành phần mà đáng được giúp đỡ cưu mang của cộng đồng mạng nữa hay không? Và câu trả lời thì tôi cũng đã có trả lời cho quý vị rồi. Trọng súng là một người rất khỏe mạnh, vợ cũng rất khỏe mạnh, khỏe mạnh. cha mẹ thì cũng có sức khỏe, cũng lao động mưu sinh kiếm sống bình thường. Con cái thì không có đứa nào bị ốm đau bệnh tật. Đúng ạ? mà cũng đã được một số mạnh thường quân cho tiền của năm 2021 với số tiền rất lớn để cho những đứa con được cấp sách đến trường. Nhưng vì sao cái hiện trường tượng bây giờ là con của trọng súng vẫn chưa được đến trường ngày nào sau khi nhận số tiền của mạnh thường quân từ kênh youtube của Lê Thân Thiện và một số kênh youtube trong cái thời gian đó đã quay ở trong xuống và nhận rất nhiều cái vật dụng gia đình từ máy giặt, tủ lạnh, tivi, thậm chí những cái bóc đánh răng hoặc những cái đôi tóc Nhưng cuối cùng thì sao quý vị? Cuối cùng đến bây giờ là trắng tay. Vì sao là có cái sự việc mà nhận một số tiền của Mạnh Thường Quân rất lớn mà sau vài tháng là trắng tay. Thì cái này như Tôi cũng đã có chia sẻ đến quý vị một số bài. Trong đó có một số ý kiến của một số bà con trong cái khu vực trọng súng ở. Cái gia đình trọng súng nói chung. Và nhân vật trọng súng và vợ nói riêng. Là hai cái con người. Là siêng anh nhắc làm. Đam mê cờ bạc. Đấy. Thích đỏ đen. Thì tôi hỏi quý vị. Có cho bao nhiêu tiền thì nó cũng hết tiền người ta cho chẳng qua người ta giúp ngoặt chứ không phải người ta giúp nghèo nhưng không biết dùng cái sức lao động của mình để mà dùng tiền để ra tiền để tích lũy cái khoản tiền mà dành dậm lại khoản tiền của mạnh thường quân chia sẻ để lo cho con cái học thì chúng ta thấy rằng ở đây có hai cái vấn đề thứ nhất là vợ trọng súng và trọng súng đều là những người cha người mẹ nó vô trách nhiệm nó vô trách nhiệm với bản thân, nó vô trách nhiệm với chính những người mà mình được sinh ra. Và nó mô vô trách nhiệm với chính những người đã sinh ra mình, đó là cha là mẹ. Vì thực tế, trọng súng và vợ trọng súng, cái thời gian trước và cho đến bây giờ, nợ một khoản tiền rất lớn. Đó. Và dùng cái khoản tiền đó để mà trả nợ chứ không dùng khoản tiền đó để chăm lo cho cái cuộc sống của những đứa trẻ để cho nó ăn học đến nên chốn như tâm nguyện của một số mạnh thường quân đã chia sẻ đã giúp đỡ thưa quý vị cái đồng tiền của mạnh thường quân á, thì rất nhiều người để mà ủng hộ nguyên góp cho trọng súng mới có số tiền lớn như thế có người họ bỏ ra 50, 70, thậm chí có người họ đi lao động họ bỏ nguyên cả một ngày công để giúp cho cái hoàn cảnh của trọng súng. Nhưng kết quả thì sao quý vị? Khi trọng súng nhận được tiền, trọng súng có những cách tiêu tiền vô cùng là xa xỉ. Trọng súng tiêu tiền không biết là cái nguồn tiền đó từ đâu mà có, nguồn tiền nó từ đâu mà ra. Nó không biết rằng từ những đồng tiền đó mà có biết bao người họ đánh đổi cả bữa ăn gia đình họ đánh đổi cả mồ hôi nước mắt thậm chí là xương máu của họ để gửi về cho trọng súng muốn rằng để cứu giúp trọng súng vượt qua cái cơn ngặt nghèo và cứu giúp những đứa con trọng súng thoát đi cái cảnh mù chữ để giảm đi cái gánh nặng cho gia đình giảm đi cái gánh nặng cho xã hội nhưng sao quý vị cuối cùng tiền mất tật mang trọng súng vẫn là trọng súng con của trọng súng vẫn là thất hợp vợ trọng súng vẫn anh không ngồi rồi trọng súng vẫn đi chém gió như thường có khác gì đâu trọng súng chưa lo cho cha cho mẹ ruột một ngày nào chưa cho mẹ vợ một đồng trong cái đồng tiền nhận từ thiện đó nhưng vẫn lên mạng sao vẫn nổ vẫn chém gió vẫn như đúng rồi vẫn có những cái luận điệu để dẫn dắt để đánh vào lòng thương hại của bà con đúng không ạ đó là hành động trọng súng vô trách nhiệm với chính bản thân mình và với chính những người sinh ra mình và với chính những người mình sinh ra và tóm lại trọng súng là vô trách nhiệm với xã hội Đúng mà. Một xã hội phát triển cần những cái cá nhân phải có cái sự cầu tiến vươn lên. Mỗi cá nhân là một tế bào của xã hội. Nhưng với những người như trọng xuống Câu hỏi quý vị đóng góp được gì cho xã hội mà để xã hội phát triển? Ngồi nó ăn bám anh vạ anh trên cộng đồng mà. Làm xấu đi hình ảnh con người Việt Nam nói chung và ở Kiên Giang nói riêng. Đấy là một hiện tượng rất đau lòng Cho một số kẻ dày mặt để lên cộng đồng mạng Để biêu ríu dân tộc chúng ta Đó là hành động cần đáng lên án Cái đó là cái thứ nhất Cái vấn đề thứ hai Ngoài vô trách nhiệm Trọng súng còn có những cái hành động Mà nó vô cùng phản cảm Đó là những hành động gì Như những ngày qua và những ngày trước Chúng ta đã thấy trọng súng liên tục đưa những đứa con của mình đưa những người thân của mình lên trên cộng đồng mà. Để. từ lúc trước gặp lê thân thiền và đến bây giờ sự việc cũng không có cái dấu hiệu thay đổi cụ thể lúc lên trên này lần hai trọng súng vẫn là anh bờ ngủ bụi Đấy, anh cơm thừa canh cạnh thì đúng rồi, nhưng anh cơm thừa canh cạnh có phải là bản chất thực của Trọng Súng hay không? Hay là đó là một trong những cách mà diễn bài? Như thành Nhịp Sống Niêu nó cũng đã từng chia sẻ rằng Trọng Súng là một người vô cùng kén ăn. Nó cũng đã nhiều lần mời Trọng Súng đi ăn trưa, nhưng Trọng Súng chọn đến 4 năm quán mới được một quán mà ưng ý Trọng Súng mới bước vào đó là gì quý vị? đó là kiểu cách của một người gọi là cái như định kém ăn, một người chảnh chó. Đấy. cái thời điểm thời điểm bây giờ là cái như thời điểm đang ăn mày ở cộng đồng chỉ cần có cái cái cơm bỏ vô miệng để nó no cái ruột mà vẫn chảnh chó đi lựa quán này lựa quán khác thì với cái hành động như thế thì quý vị có tin là trầm súng ăn cơm thừa canh cạnh của những đứa con hay không? có tin là trọng súng ăn bún với nước tương để mà quay lên cộng đồng mạng hay không? Tại sao những cái hình ảnh mà trọng súng ăn sáng kéo cái tô phở ra ngoài chớm chợ phát đốc đó, nhịp đùi rung ghế đó? Sao quý vị không kể như là xót thương? Đấy, nó dùng đồng tiền của quý vị nó ăn như thế đó. Mà quý vị lại đi xót thương bằng những hình ảnh diễn là cơm thừa canh cặn bún để như là anh trong bịch trang với nước tương đấy. và đấy có phải là cái hành động của trọng súng như những ngày vừa qua có phải là hành động chân dứt trẻ em ngược đại chính con ruột của mình hay không tôi nghĩ đó là một trong những cái dấu hiệu đang ngược đại chính con ruột của mình vì sao trẻ em sinh ra có quyền được cấp sách đến trường có quyền được giáo dục có quyền được nuôi dưỡng trong một môi trường mà tốt nhất của một người cha người mẹ đó tạo ra tùy theo cái hoàn cảnh sống của mọi trẻ em mà nó phải được đến trường như cái tâm nguyện đó là một trong những cái mà nhà nước cũng đã ban hành yêu cầu những người làm cha làm mẹ phải bằng mọi giá đưa con mình đến trường đỡ biết cái chữ Đúng rồi. Nhưng vợ chồng trọng súng thì sao quý vị? Đến lúc tiền mạnh thường quân cho về để mà cho con ăn học cuối cùng cũng không có động thái gì. Vì sao? Cho con đi học thì lấy người nào mà cái như là để đưa ra ngoài cộng đồng mạng mà để bêu rếu để mà xin tiền mạnh thường quân. Cho nên á, về số tiền về tiêu cho hết rồi lên cộng đồng mạng than khóc tiếp tục như đúng rồi quý vị. Con vẫn thất học. Những hình ảnh, hình ảnh những ngày qua quý vị có thấy đó là một trong những hình ảnh là chân vết thực sự hay không? Đấy. Thậm chí tôi nói thưa quý vị, nói là một người cha, người mẹ mà để con nó lì mà giáo dục con không được thì tôi nói thật sự cũng không đúng. Đó chẳng qua là một trong những cái cớ để chỉ là nói những đứa con này nó lì cho nên là trọng súng và vợ không giáo dục, không ranh đê được. Chứ tôi nói thật cái tuổi đó vẫn còn dạy được chứ không phải là không. chỗ buôn bán làm gì để con ra đó ngồi hàng 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 dài như thế để làm gì để quay lên những thức phim để... rồi chở con đi ngồi nắng ngồi mưa để mà giao những cái cái manh cục cũng để quay lên những thức phim đó cũng để cộng đồng mạng thêm một lần nữa xuyết xoa cho những đứa trẻ tội bây giờ nó đưa cả mẹ cả cha ra để buôn bán cũng để có những cái lời xiết xoa so của quý vị có rất nhiều cái mà nếu mà quý vị nhìn vô quý vị chỉ cần suy nghĩ vì sao những hình ảnh này nó luôn luôn xuất hiện đến cộng đồng mạng thì quý vị hiểu rằng đó là một trong những ý đồ như thế nào tôi hỏi quý vị cái đám youtube này nếu nó không có một cái quyền lợi thì nó có bu theo trọng súng nó quay hay không thì câu trả lời tôi cũng đã có những cái bài bình trước cũng đã có câu trả lời rất rõ ràng, đó là một trong những cái quyền lợi cá nhân mà buộc những kênh này nó phải bu bám đến cùng. Quyền lợi cá nhân ở đây có hai cái mà chúng ta thể hiện. Thấy bọn này nó hiện rất rõ ràng, thứ nhất là nó có view trong tất cả các clip mà trọng súng có mạch. Nó ăn tiền view và bên cạnh đó nó sẽ có những đồng tiền của một số mạnh thường quân gửi về đó là tiền xăng xe để cho bọn nó bỏ túi cái thứ ba có khả năng khi mạnh thường quân gửi tiền về cho nhân vật nào đó nó cũng ăn chia trong đó đó là một trong những điểm đen mà những cái kênh thiện nghiện bây giờ nó mọc lên nhăn nhãn trong đó cái đám mà đang quay trọng súng là một trong những đám cũng đã có cái dấu hiệu như thế đó quý vị thấy đi vì những cái đồng view vì những cái đồng tiền xanh xe của một số mạnh thường quân mà chưa có cái sự chứng kiến mà bọn này nó bất chấp nó đưa cả những hình ảnh của trọng súng lên để bêu rếu trên cộng đồng mạng làm mất đi cái hình ảnh của một cá một dân tộc cá một đất nước có nên hay không? Cuộc đời ta sống có một lần, một lần để được sống, một lần để được thể hiện. Thì ta sống và làm việc và thể hiện như thế nào? Cho đúng bản chất, đúng thật sự là một con người. Tiền chết cũng không mang theo được. Tiền chẳng qua nó là phương tiện để chúng ta trang trải cho cái cuộc sống này. Cho nên không có giải quyết được bất kỳ cái vấn đề gì cả Danh dự Khi đã mất đi có bao nhiêu tiền cũng không mua được Nhưng vì sao? Nó nhìn tiền nó lé mắt Nhìn tiền nó quên đi tất cả những cái gì Trên những ngày qua là những thước phim quý vị đang nhìn Đang nhìn đó Thì tôi không hiểu quý vị nghĩ thế nào Chứ quan điểm của tôi nhìn những thước phim nó vô cùng xót xa sốt vì sao sốt vì hình ảnh của dân tộc của mình đang bị một số kẻ này nó đang biêu điếu được cộng đồng quốc tế trên qua cái sự việc này thì chúng ta được quyền để mà tẩy chay những cái kênh này nó quay mình đừng coi nữa tôi đảm bảo quý vị nó không bao giờ nó quay chúng ta có tầm nhìn chúng ta có cái sự mà yêu thương dân tộc Chúng ta có cái sĩ diện của mình và chúng ta có thể diện của quốc gia. Thì đừng bao giờ xem những kênh này nữa mà chúng ta xem là vô tình chúng ta đang tiếp tay cho những cái đám cảnh bã xã hội này. Nó sẽ làm và nó sẽ quay liên tục. Trừ khi nó quay không có view thì nó sẽ dừng lại. Và muốn triệt bọn này chỉ cần là chúng ta không xem là nó sẽ không quay. Thậm chí là tẩy chay cái kênh đó. Bấm report kênh đó ngay. Thì tôi đảm bảo quý vị một cái kênh YouTube mà nó làm mà dưới cái sự phản ứng cộng đồng mạng. Để mà bấm report liên tục thì tôi đảm bảo nó sẽ vứt kênh đó. Nó không bao giờ nó làm được nữa đâu. Trên đó là một trong những cách hữu hiệu nhất mà để cho nó sẽ dừng lại. Cái cách mà nó quay bất chấp. Nó quay nó đạp trên dư luận để nó sống. cho nên tôi mong rằng nếu quý vị nào mà xem được cái thước phim này thì cũng nên chia sẻ dùm để có cái sự lan tỏa đừng để cho cái đám này nó vì những cái đồng tiền view đồng tiền like quá rẻ tiền như thế nó bán đứng cái danh dự của một dân tộc đó là một trong những cái mà tôi vô cùng xót xa trước những hình ảnh như thế còn cái việc nó nhận tiền hay như thế nào, tôi sẽ có những cái clip mà nói cho cái sự việc này. Ngay cả cái vấn đề nó chài mòi mạnh thường quân ra sao, nó có những cái bài diễn ra sao, thì tôi sẽ có những cái bài tiếp theo để nói cho cái sự việc này của một số cái thành phần mà tôi cũng đã từng chỉ mặt đặt tên. Đúng không ạ? Nó dàn dựng đủ các kiểu bất chấp đủ các chiêu trò. Mà nếu quý vị mới nhìn vô quý vị không biết, chỉ có lăn lộn vào đó, chỉ có tham gia vào đó mới hiểu được cái bản chất thực sự điểm đen nó nằm ở đâu. Để. Cho tôi xâm nhập vào cái môi trường này thì nói thực sự cái thời gian nó cũng không được dài. Nhưng tôi cũng hiểu được cái bản chất thực sự nó nằm ở đâu. Để. Cụ thể nhất là cái nhóm này, nhóm này nó cũng đã từng gây náo loạn cộng đồng mạng cái năm mùa dịch 2021. Đấy. Và tôi cũng đã từng nhiều lần cảnh báo. Tuy nhiên nó thực sự ra, thì cái này nó mang chắc là cái nền tảng của xã hội, nền tảng mạng. Thì một mình nói thì nó không có một cái tiếng vang. Tôi thua nó ở đây cái là tôi thua về cái số lượng chứ tôi không thua về cái cách trình bày tôi không thua về cái sự mà nhìn nhận thấu hiểu một vấn đề vì nó có thể nó bất chấp là mười mấy cái nó bu cho nó quay còn một mình tôi đứng nói thì nó thực sự giống như là muối bỏ biển thì tôi cũng mong rằng quý vị nếu mà yêu thương cái sự thật yêu thương cái lẽ phải thì cũng nên chia sẻ dùm cho tôi cái clip này để nó lan tỏa đến một số bà con chưa có sự hiểu biết chúng ta phải đi những bước nó chắc chắn để mà loại bỏ bớt những cái thành phần này nó ra khỏi cái trong cái môi trường thiện nghiệm nó làm ô uế đi hai cái từ thiện nghiệm thưa quý vị và clip này ở tôi xin phép quý vị ở cho tôi kết thúc clip ở đây và hẹn gặp lại quý vị những clip tiếp theo nếu quý vị nào cảm thấy yêu quý lang thang Sài Gòn yêu chuộng cái sự thật thì mời quý vị vui lòng đăng ký giúp kênh để cho kênh nó phát triển Để cho lan tỏa đi cái tiếng nói của tôi Cùng tiếng nói của một số bà con khán giả trên cộng đồng mạng Mà đã có cái sự đóng góp chân thành Thì một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe Và kính chúc quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Tôi xin bye bye quý vị